Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 12, có những nội dung chính sau đây. Việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lăng Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn là cần thiết, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phát huy vai trò của hợp tác xã trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm. Hộ nghèo, cận nghèo, phấn khởi khi được hỗ trợ đầu thu chuyển hình số. Trong phần tin thế giới, EU và Anh chính thức đạt thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Nhiều nước phát hiện ca nhiễm biến thể virus mới. Chiều nay, khối thi đua nội chính tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, các cơ quan trong khối thi đua nội chính tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 đảm bảo an toàn, thành công tốt đẹp. Công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án thực hiện theo đúng quy định, đạt kết quả cao. Công tác thanh tra đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều sai phạm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, chấm dứt nhiều vụ việc phức tạp kéo dài. Công tác tư pháp, kiểm sát được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm pháp luật, được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất. Trong năm 2020, 7 trên 7 đơn vị trong khối nội chính được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành của tỉnh. Năm 2021, các cơ quan đơn vị trong khối thi đua nội chính tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc, cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa. Công tác giáo dục chính trị được đặc biệt coi trọng, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến tại các đơn vị, coi đây là trọng tâm công tác thi đua khen thưởng. Chiều nay 25 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực khối thi đua văn hóa xã hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khối văn hóa xã hội năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021. Trong năm 2020, các cơ quan đơn vị trong khối đã chủ động tham mưu đề xuất với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, lao động, giải quyết việc làm, truyền thông, phát thanh truyền hình, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới về nội dung và phương pháp hoạt động phù hợp với tinh thần thực tế, kịp thời khen thưởng các mô hình mới, điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong năm 2021, các cơ quan trong khối thi đua văn hóa xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 34 ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, phát động phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tại hội nghị, có 4 tập thể đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích trong hoạt động cụm khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2019. Sáng nay 25 tháng 12, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Trong năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm về nạn nhân chất độc da cam, các cấp hội đã tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể ủng hộ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam trên địa bàn. Tổng số nguồn lực vận động thu được trong năm 2020 là trên 2,9 tỷ đồng. Các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho nạn nhân da cam được thực hiện có hiệu quả. Năm 2021, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin các cấp tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, tổ chức chặt chẽ hoạt động công tác hội, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân da cam, phấn đấu 95% gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Cũng trong sáng nay, Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và tọa đàm kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12.
Trong năm 2020, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động truyền thông cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được thực hiện thường xuyên. Đến nay, tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 77%, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã tọa đàm kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác dân số kế hoạch hóa gia đình 2021 như giảm 0,2% tỷ lệ sinh thô, giảm tỷ số giới tính khi sinh ở mức 110 trẻ trai trên 100 trẻ gái, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại trên 77%, tiếp tục duy trì đề án xã hội hóa các phương tiện tránh thai và tiếp thị xã hội. Sáng nay, tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân đã tổ chức hoạt động tình nguyện mùa đông trao tặng quà cho học sinh tại thôn Cao Đường, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Gần 80 suất quà là áo ấm đã được trao tặng cho các học sinh mầm non và tiểu học tại điểm trường thôn Cao Đường, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân cũng đã tặng các thiết bị sân chơi thiếu nhi cho các em với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Cao Đường là thôn cách xa trung tâm xã Yên Thuận, là một thôn đặc biệt khó khăn của xã cũng như huyện Hàm Yên. Những món quà này đã góp phần khích lệ, động viên thầy trò nơi đây nỗ lực cố gắng, vươn lên dạy tốt, học tốt. Việc dự thảo nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, đã khẳng định việc điều chỉnh địa giới là cần thiết, hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Theo đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn, toàn bộ diện tích của xã Thắng Quân sau sáp nhập sẽ đủ điều kiện để thành lập thị trấn Yên Sơn. Với phương án này, nhân dân và cử tri trên địa bàn đồng thuận nhất trí cao. Trong những năm gần đây, nhờ sự nỗ lực từ phía chính quyền và người dân, kinh tế của xã có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, thương mại. Việc có thị trấn, trung tâm huyện lỵ sẽ thu hút đầu tư và khai thác phát huy có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của địa phương. Thì đối xã Thăng Quân lên thị trấn, thì đối với xã, đảng bộ và chính quyền của xã đã xác định cái nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng cái tiêu chuẩn của đô thị. Hai nữa là cũng vận động bà con nhân dân là tăng cường cái việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thu nhập cũng như xây dựng các điều kiện để trở thành từ một xã thuần nông sang cái đô thị. Việc thành lập thị trấn Yên Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích của xã Thắng Quân và 3 thôn của xã Tứ Quận, 2 thôn của xã Lăng Quán với diện tích 29,21 km2, dân số 22.401 người, sau khi được tiến hành điều chỉnh địa giới hành chính, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương cơ bản đồng thuận cao. Trên cơ sở đó, huyện đang tập trung chỉ đạo các phòng ban đẩy nhanh tiến độ các phần việc tiếp theo của đề án này ngay sau khi được phê duyệt. Khoảng 90% các cử tri là đồng tình ủng hộ cái việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn huyện Yên Sơn có 3 xã. Trong cái thời gian tiếp theo, Ủy ban huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện hoàn thiện các cái đề án, các cái tài liệu để báo cáo với Ủy ban tỉnh triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Việc thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn là việc làm cần thiết, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn trong giai đoạn phát triển mới, từng bước đưa Yên Sơn phát triển nhanh và toàn diện. Trong những năm gần đây, các hợp tác xã đã góp phần đưa ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Được thành lập từ năm 2019, Hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh trâu bò sạch Hàm Yên đã tạo được sự liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của 16 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện. Tham gia hợp tác xã, các hộ đều đã thay đổi cách chăn nuôi, chú trọng chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế. Năm 2020, Hợp tác xã đã đăng ký nhãn hiệu sản phẩm trâu bò Hàm Yên và tem truy xuất nguồn gốc. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho các thành viên trong khâu tiêu thụ sản phẩm, phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững. Hợp tác xã tôi có 16 thành viên. Cái chính là chăn nuôi cũng có nhiều cái thay đổi, tăng theo quy mô và kinh tế phát triển rất là tốt. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 250 hợp tác xã. Để nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã hỗ trợ các hợp tác xã từng bước hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các hợp tác xã đã có bước chuyển biến tích cực, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho các hộ thành viên.
Đặc biệt, các hợp tác xã đã giữ vai trò chủ đạo trong mối liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hình thành các chuỗi sản xuất và tiêu thụ nhiều sản phẩm nông nghiệp. Đối với lại cái nhóm hợp tác xã mà đã có cái tuổi đời là tương đối là lâu lâu rồi, thì cũng đã xuất hiện những cái hợp tác xã thay đổi cái tư duy trong quản trị. Gần đây cũng đã có một số những hợp tác xã mà đang bắt đầu hoạt động trong cái việc là tìm kiếm những cái sản phẩm nông nghiệp. Thì ví dụ như là hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Tuyên Quang phối hợp cùng với lại hợp tác xã nông nghiệp Kim Quan, hợp tác xã rau ở Thái Sơn. Khi tổ chức liên kết lại với nhau như thế thì cái mô hình ấy nó sẽ tận dụng được những cái điểm mạnh và nó hạn chế bớt những cái điểm yếu đi, thì cái sự thành công nó sẽ nhiều lên. Với sự nỗ lực vươn lên, chủ động đổi mới, cách nghĩ, cách làm của các xã viên cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền sẽ là động lực để mô hình kinh tế tập thể hợp tác xã ngày càng phát huy hiệu quả, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với tổng dư nợ hơn 9 tỷ đồng, việc hỗ trợ cho chị em phụ nữ tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi đã mang lại những kết quả thiết thực trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tại xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn. Từ nguồn vốn này, nhiều chị em đã xây dựng được các mô hình sản xuất hiệu quả do phụ nữ làm chủ. Tỷ lệ hội viên nghèo giảm xuống còn hơn 1%. Đó là kết quả nổi bật trong phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế tại xã trong những năm qua. Xác định là hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ ban đầu, nên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã giao chỉ tiêu cho từng chi hội để giúp hội viên phụ nữ nghèo, hộ nghèo, đồng thời quản lý sử dụng vốn tín chấp và có hiệu quả. Đến nay, đời sống của hội viên phụ nữ đều được nâng lên, trông thấy rõ rệt. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn hiện có 29 cơ sở hội với hơn 22.200 hội viên. Trong năm 2020, các cấp hội phụ nữ huyện đã thành lập mới gần 80 mô hình kinh tế hiệu quả. Các cấp hội đã chủ động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ủy thác với tổng số vốn vay do hội quản lý gần 300 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp cho nhiều hội viên đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Năm 2020 là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Sơn đã xây dựng được 77 mô hình trong năm 2020 về phụ nữ phát triển kinh tế qua các nguồn vốn và qua các lớp tập huấn. Qua cái phong trào này, phụ nữ một lần nữa khẳng định được là cái vai trò của phụ nữ là dần dần đứng lên làm chủ, và đến năm 2020 vừa rồi là chúng tôi đã xây dựng và trong các mô hình phát triển kinh tế là có 2/3 cái mô hình phát triển kinh tế là phụ nữ đứng lên làm chủ. Việc đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế không chỉ khuyến khích chị em vươn lên làm giàu mà còn khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Chỉ còn ít ngày nữa, việc tắt sóng truyền hình tương tự analog chuyển đổi hoàn toàn sang phát sóng truyền hình số sẽ được thực hiện tại các địa phương thuộc nhóm 4 của đề án số hóa truyền hình quốc gia, trong đó có Tuyên Quang. Hiện nay, công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo đang được tích cực triển khai và bước đầu cho thấy hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân. Niềm vui, sự phấn khởi là điều mà người dân quanh xóm nhận thấy rõ nhất trên khuôn mặt cụ bà Nguyễn Thị Vui những ngày này. Thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chỉ dựa vào tiền trợ cấp hàng tháng. Việc đầu tư tiền để mua một chiếc TV đời mới hay là một bộ đầu thu truyền hình số đối với bà quả là điều khó khăn. Từ khi được hỗ trợ chiếc đầu thu mới, bà rất vui vì được xem nhiều chương trình truyền hình. Phấn khởi lắm. Bây giờ mua 4-5 triệu một cái TV không có tiền. Bà 83 rồi. Nhà nước cho nghĩa là hoan nghênh lắm để xem cho nó đỡ buồn. Theo lộ trình thực hiện đề án số hóa truyền hình Việt Nam, ngày 28 tháng 12 tới đây, việc tắt sóng analog và chuyển đổi hoàn toàn sang phát sóng số sẽ được hoàn thành trên toàn quốc. Điều này khiến cho không ít hộ nghèo lo lắng sẽ không xem được truyền hình, vì phần lớn họ đang sử dụng TV đời cũ, không tích hợp chức năng thu truyền hình số hoặc không có đầu thu. Với ông Triệu Đình Côi, một hộ nghèo của xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, nỗi lo này đã không còn nữa kể từ ngày được nhà nước hỗ trợ bộ đầu thu truyền hình số vệ tinh. Cũng cuối năm nay các cái sóng cũ này là cũng lo là không có cái gì để xem, may được nhà nước hỗ trợ kịp thời cái này thì lại có cái phương tiện để xem, biết thời tiết hay là những tin tức gì mới thì mình được xem, mình biết. Thấy rất mừng, cảm ơn nhà nước.
Đây chỉ là hai trong số gần 12.500 hộ nghèo cận nghèo trên địa bàn tỉnh thuộc diện được hỗ trợ đầu thu truyền hình số theo chương trình dự án dịch vụ viễn thông công ích của nhà nước. Việc hỗ trợ này nhằm đảm bảo tất cả người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, vẫn được tiếp cận thông tin qua truyền hình, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù chịu tác động không nhỏ của dịch bệnh COVID-19, song công tác lao động việc làm trên địa bàn tỉnh vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Để có được kết quả này, không thể không nhắc tới vai trò của công tác tư vấn giới thiệu việc làm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Tuyên Quang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông đánh giá như thế nào về kết quả công tác lao động việc làm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong năm 2020? Trong năm 2020 này thì chúng tôi đã tư vấn trên 13.000 lượt người, tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm ở các huyện, thành phố, 5 phiên giao dịch việc làm online để cho lao động mà kết nối trực tuyến với cả các doanh nghiệp và các trung tâm dịch vụ làm các tỉnh bạn. Và đồng thời thì chúng tôi tổ chức cái thông tin tuyên truyền trên địa bàn các xã, phường, thị trấn, phối hợp cùng cả các địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể để tư vấn cho các lao động ở các địa phương và các học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Qua các buổi tư vấn này thì là có trên 800 lao động đã tìm kiếm được việc làm mới. Vậy thì để đạt được những kết quả đó thì chúng ta đã có những thuận lợi và khó khăn như thế nào trong công tác tư vấn giới thiệu việc làm? Chúng tôi là có được sự chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh Xã hội cũng như là của Cục Việc làm Bộ Lao động Thương binh Xã hội, và đồng thời nữa về trung tâm tôi là cũng có cái thuận lợi là anh em là cán bộ viên chức người lao động đoàn kết sáng tạo linh hoạt trong cái năm 2020 này để tổ chức thắng lợi cái công tác tư vấn giới thiệu làm và thông tin thị trường lao động. Về cái khó khăn ấy là do ảnh hưởng của dịch bệnh, do đó các doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động mà thu hẹp và sản xuất, do đó là cái số doanh nghiệp mà tuyển dụng lao động thì cũng không được như các năm trước. Đấy, và đặc biệt là cái thị trường lao động xuất khẩu thì trong năm 2020 này thì trên địa bàn tỉnh là số lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài là cũng chưa đạt được chỉ tiêu. Và trong năm 2021 thì trung tâm đã đề ra những cái giải pháp như thế nào để làm tốt công tác lao động việc làm trên địa bàn tỉnh? Thứ nhất là đổi mới, tăng cường cái công tác tư vấn giới thiệu việc làm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm có hiệu quả, đưa các phiên giao dịch việc làm tới các vùng sâu, vùng xa và cái xã thôn mới để tạo điều kiện cho người lao động và doanh nghiệp trực tiếp là gặp nhau ở các địa phương đó, cung cấp cái thông tin về thị trường lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động cho người lao động trên địa bàn tỉnh nắm được rõ những cái thông tin thị trường lao động để người lao động có tìm được việc làm mới cũng như là xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh cái công tác là phối hợp giữa trung tâm với các tổ chức đoàn thể các địa phương mà đặc biệt là các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đấy, để đưa những cái lao động mà có nhu cầu thực tế tìm kiếm việc làm các doanh nghiệp tuyển dụng, đẩy mạnh về cái công tác là giới thiệu việc làm cho lao động mà bị mất việc làm mà hưởng cái trợ cấp thất nghiệp, tập trung đẩy mạnh về cái công tác xuất khẩu lao động, đặc biệt là theo cái đề án xuất khẩu lao động cho các huyện nghèo, các hộ nghèo để làm sao cho là lao động có việc làm và cái thu nhập ổn định. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan đơn vị, trong đó Bưu điện tỉnh Tuyên Quang là một trong những đơn vị luôn quan tâm chú trọng nhiệm vụ này. Năm 2020, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận khoảng 1.300 hồ sơ của các tổ chức cá nhân chuyển cho cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính khoảng 48.000 hồ sơ từ cơ quan tổ chức hành chính cho tổ chức cá nhân.
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Tôi là khách hàng thường xuyên của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang. Tôi thấy đến đây thì thủ tục hành chính được coi như là rất là nhanh gọn và thái độ phục vụ của chị em ở đây, nhân viên ở đây rất là hòa nhã và nhiệt tình. Thì chúng tôi rất là cảm thấy hài lòng. Để góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã tập trung đổi mới cách thức, lề lối làm việc, thực hiện đúng quy định về tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Hàng năm, đơn vị tổ chức tập huấn cho 100% nhân viên giao dịch về quy trình nghiệp vụ liên quan đến việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, thu phí giải quyết thủ tục hành chính, thu cước chuyển phát qua dịch vụ. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện nay, Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 100 sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thành phố về việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích. Trong cái giai đoạn này, chúng tôi đang cùng với các sở ban ngành thực hiện cải cách trên 20 cái thủ tục hành chính, và bình quân một tháng cái thủ tục hành chính được trả kết quả đến với người dân là trên 2.000 cái hồ sơ. Để làm được những cái công việc như vậy thì đối với Bưu điện thành phố, chúng tôi đã thường xuyên nâng cao cái kiến thức nghiệp vụ cho các giao dịch viên, để là có khi đến giao dịch với các cái bộ phận một cửa của các sở ban ngành thì có thể đủ cái năng lực tư vấn cũng như giúp cho cái thủ tục giải quyết được nhanh gọn. Đồng hành với chính quyền các cấp trong cải cách thủ tục hành chính của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang đã góp phần quan trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc chuẩn bị sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng đối với xe ô tô được sản xuất trong thời gian từ năm 1999 đến hết năm 2008. Cụ thể, các trung tâm đăng kiểm có nhiệm vụ phổ biến tới đăng kiểm viên và kiểm tra chuẩn bị thiết bị để áp dụng kiểm định theo tiêu chuẩn khí phát mức 2 kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đối với xe ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ roi chè nén được sản xuất trong giai đoạn 1999-2008. Bên cạnh đó, các trung tâm đăng kiểm có trách nhiệm thông báo tới chủ phương tiện, lái xe biết và thực hiện. Quy định này nhằm yêu cầu chủ phương tiện của nhóm xe trên cần chú trọng hơn trong việc bảo dưỡng, sửa chữa động cơ định kỳ để duy trì chất lượng khí thải theo tiêu chuẩn mức 2, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Với khoảng 1,2 triệu tấn thịt gia cầm, 14 tỷ quả trứng và mức tăng trưởng từ 6 đến 7% mỗi năm, ngành chăn nuôi gia cầm được đánh giá là rất tiềm năng nhưng cũng là ngành bấp bênh nhất. Năm 2020 được xem là năm khủng hoảng thừa, dẫn đến thua lỗ nặng nề. Các địa phương hiện đang nỗ lực nhiều biện pháp để giải cho được bài toán này. Với quy mô thả nuôi 32.000 con gà, đây là một trong những trang trại gà lớn của huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Đã có bạn hàng, có thị trường, nhưng đầu ra ế ẩm, đầu vào tăng phi mã nên lại có thêm một năm thua lỗ. Tết đang đến gần nhưng chủ trang trại không dám tăng đàn. Nuôi Tết ta nó rất là nguy hiểm. Thí dụ gần Tết mình bán không được thì mình để qua Tết là thôi xong rồi. Rồi ví dụ năm mười mấy 20 ngày mà nó âm cám là chỉ có lỗ thôi. Là lỗ một con gà mà khi cái giá cả mình bán 19-20 là lỗ 20-30 ngàn một con. Tất cả những cái người nông dân đều hy vọng vào cái dịp Tết để có thể có được cái thu hoạch. Nhưng với cái năm nay thì từ người chăn nuôi heo đến chăn nuôi gà đều không dám dự đoán được là giá nó sẽ như thế nào, cho nên là cũng không dám đầu tư. Khủng hoảng thừa không phải là câu chuyện mới của ngành chăn nuôi gia cầm, đặc biệt là vào dịp tiêu thụ Tết. Để giải bài toán này, nhiều địa phương đã chủ động tổ chức lại sản xuất, doanh nghiệp liên kết ổn định với người chăn nuôi. Nhờ đó đã hình thành nên nhiều trang trại chăn nuôi chế biến gia cầm công nghệ cao, xây dựng các chuỗi sản phẩm bền vững, đem lại hiệu quả, chất lượng cho người chăn nuôi, người tiêu dùng. Chúng tôi đầu tư về cái quy trình khép kín này không phải lợi nhuận nhiều, nhưng mà nghĩ tới người tiêu dùng nhiều hơn. Mình kinh doanh theo cái tiêu chuẩn chất lượng cao và mình làm theo cái hệ mà khép kín nên người tiêu dùng tìm tới sản phẩm mình nhiều hơn. Ngoài nội tiêu thì ngành gia cầm còn nhiều dư địa cho xuất khẩu.
Tuy nhiên tỷ trọng còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 20 triệu đô la Mỹ năm 2020. Để đón đầu thị trường, doanh nghiệp này đã đầu tư lớn để xây dựng nhà máy giết mổ chế biến hiện đại và lớn nhất Đông Nam Á. 55% sản lượng sẽ được xuất sang Nhật, châu Âu và một số nước châu Á, đem về 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Sản phẩm chế biến này, thứ nhất là nâng cao được giá trị gia tăng, thứ hai giải quyết mùa vụ, và thứ ba là có cái trình độ công nghệ chế biến như thế thì nó tăng cường xuất khẩu được. Công nghệ nó tác động cả vào chăn nuôi, cả vào chế biến và cả vào thị trường để đẩy cái ngành chăn nuôi nói chung, chăn nuôi gia cầm nói riêng phát triển nhanh và bền vững. Dù vậy, những mô hình chăn nuôi chế biến khép kín trên chỉ mới đáp ứng phần nhỏ trong nhu cầu liên kết, ổn định đầu ra của người chăn nuôi. Vì vậy, trong cái hướng tới sự bền vững và ổn định thì cần nhiều hơn nữa sự nỗ lực từ địa phương, bộ ngành, tạo cơ chế chính sách thu hút, khuyến khích để nhà đầu tư yên tâm chung tay phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam. Anh và Liên minh châu Âu đã thông báo chính thức đạt được thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Thỏa thuận đạt được chỉ một tuần trước khi thời kỳ chuyển tiếp kết thúc. Anh sẽ chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Phát biểu họp báo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen tuyên bố hai bên đã đạt được một thỏa thuận tốt đẹp, dù phải trải qua chặng đường đàm phán đầy chông gai. Chủ tịch EC nhấn mạnh đây là một thỏa thuận công bằng, đúng đắn và xứng đáng cho những nỗ lực đàm phán, trong đó các nguyên tắc và tiêu chuẩn của EU sẽ được tôn trọng. Về phần mình, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng xác nhận thỏa thuận thương mại giữa nước này và EU đã hoàn tất. Thỏa thuận thương mại hậu Brexit đã hoàn tất sau 10 tháng đàm phán liên tục và trong bối cảnh không thuận lợi do đại dịch COVID-19. Gần 2.000 trang văn bản định hình các khía cạnh của quan hệ tương lai giữa Anh và Liên minh châu Âu-EU. Châu cam kết mở cửa thị trường, không đánh thuế nhập khẩu lên hàng hóa từ Anh, không áp đặt hạn ngạch. Anh chấp thuận cho phép ngư dân các nước châu vào đánh bắt cá trong 5 năm rưỡi, nhưng phải giảm 1/4 sản lượng so với hiện nay. Ngư nghiệp có giá trị kinh tế không cao đối với Anh, nhưng nước này coi đây là biểu tượng của việc giành lại chủ quyền từ Liên minh châu. Thỏa thuận sẽ còn phải được Quốc hội Anh thông qua vào ngày 30 tháng 12 để có thể thực thi vào ngày đầu năm mới. Về phía châu, Nghị viện châu không kịp nhóm họp, bản thỏa thuận vẫn sẽ được áp dụng tạm thời. Các nghị sĩ châu sẽ thông qua vào đầu năm 2021. Đến sáng ngày 25 tháng 12, trên thế giới có hơn 79,5 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó trên 1,74 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Các biến thể mới của COVID-19 được báo cáo ở một số quốc gia. Một chủng COVID-19 mới khác đã được tìm thấy, lần này là ở Nigeria. Điều này xảy ra sau khi Anh và Nam Phi báo cáo các biến thể mới của virus có vẻ dễ lây lan hơn, dẫn đến nước này đã phải tuyên bố hạn chế đi lại. Theo các nhà khoa học Mỹ, hàng trăm người dân nước này có thể đã nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu biến thể này có dẫn đến các bệnh nặng hơn hay không. Các chủng mới đã được tìm thấy ở các nơi khác trên thế giới, bao gồm cả Singapore, Israel, Bồ Đào Nha, Đức. Đan Mạch đã xác định được 33 trường hợp nhiễm chủng virus mới này. Như một biện pháp phòng ngừa, hơn 40 quốc gia đang tạm ngừng du lịch tới Vương quốc Anh. Ngày hôm nay, Hàn Quốc cũng đã ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức cao chưa từng thấy, mặc dù nước này đã ban hành các quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm virus trong mùa đông. Báo cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết có thêm 1.241 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.216 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 54.770 ca. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền thủ đô Seoul và vùng phụ cận đã quy định cấm tụ tập từ 5 người trở lên, trong khi chính phủ Hàn Quốc đóng cửa các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và các địa điểm nổi tiếng ngắm bình minh vào ngày đầu năm mới, nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh trong mùa lễ Giáng sinh và đón năm mới. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Suk-kun thông báo nước này đã ký thỏa thuận mua vaccine COVID-19 từ hai công ty dược phẩm Janssen và Pfizer. Trong cuộc họp về dịch COVID-19, Thủ tướng Chung Suk-kun cho biết chính phủ Hàn Quốc sẽ mua 6 triệu liều vaccine từ công ty Janssen, tăng so với kế hoạch ban đầu là 4 triệu liều, với mục tiêu bắt đầu tiêm chủng vào quý 2 năm 2021. Trong khi đó, khoảng 10 triệu liều vaccine của Pfizer dự kiến sẽ được nhập về Hàn Quốc trong quý 3 năm 2021. Theo Thủ tướng Hàn Quốc đang tiến hành đàm phán để thúc đẩy việc giao hàng sớm vào quý 2. Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định chính phủ nước này sẽ ưu tiên sự an toàn và hiệu quả của vaccine trước khi đảm bảo rằng việc tiêm chủng được triển khai sớm nhất có thể.
and the U.S. Ngân hàng Nhà nước cho biết Tết Tân Sửu năm nay sẽ tiếp tục siết chặt chuyện đổi tiền lẻ và không in tiền mới mệnh giá nhỏ như những năm trước. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan để tuyên truyền cho người dân hiểu đúng về vai trò của tiền mệnh giá nhỏ. Tuy nhiên, tiền lẻ đã qua lưu thông vẫn sẽ được cung ứng để phục vụ nền kinh tế. Nhờ không in tiền lẻ mới dịp Tết Nguyên đán, các năm qua, ngân sách đã tiết kiệm được hơn 3.500 tỷ đồng. Những thông tin trong mục 60 giây cập nhật đã kết thúc chương trình thời sự tối thứ 6 ngày 25 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 12 năm 2020. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 85%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơ, Sơn Dương. Nhiều mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 85%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 15 xã phường, nhiều mây không mưa, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 đến 85%.